Mối nguy hiểm rình rập ở khắp nơi, tụi con không nghe lời, tụi con sẽ một ngày bị người ta làm hại. Những đứa biết sợ người giống như rái cá ti ti là tốt, còn những con mà lì không sợ người, gặp người cứ bu tới, người ta quăng cái gì là cũng ăn, là chết. Sau Covid-19 này thì mọi người hết cách ly lại bắt đầu làm hại động vật trong tự nhiên nhiều hơn nữa, chứ không có hề thuyên giảm. Nên các vị Bồ Tát tích phước giải cứu động vật được trong thiên nhiên thì cứ cố gắng. Bởi vì cái đó mình mang theo đi được. Còn tất cả những cái vật chất trên thế giới này không có gì mình có thể mang đi được cả. Những con chó này cũng vậy, khổ đau đến với nó để rèn luyện nó thành thần. Nó thấy mọi thứ rất là bình yên bởi vì đang có em ở đây bảo vệ. Nhưng không có Tiun thì rái cá, chó hay tất cả các loài vật đang ở dưới sông kia, ở trong khu rừng này sẽ đều bị bắt ăn thịt sạch.